Tiếp theo là cái câu đánh mã 30012016. Đồ bài này, khi đun nóng một cái ancol để no đơn chức với axit đặc ở nhiệt độ thích hợp thì thu được sản phẩm B. Sản phẩm B này có tỷ khối hơi so với A là 0,7. Vậy thì công thức của A là gì? Cho số 4, cái chất tròn dưới đây. Để nhắc lại, các phải dựng màn hình lại đấy nhé. Đọc đầu bài trước, lấy bút nháp, làm thử trước để sau đó mới so sánh với đáp án của thầy, học chủ động như vậy nó hiệu quả hơn. Trở về bài này này, ancol mà dưới tác với sự có mặt của axit sulfuric đặc lại ở nhiệt độ cao thì có hai kịch bản xảy ra. Một là nó sẽ tách nước để tạo thành anken, hai là nó thực hiện phản ứng ethy hóa. Ethy hóa có nghĩa là này, ta gọi giả vờ ancol đó là ROH đi, thì hai phân tử ROH này đấy, nó sẽ tạo thành ROR cộng với H2O, một phân tử nước được hình thành, và đây là phân tử ethen. Thế thì chúng ta dễ dàng hiện ra là nếu mà so sánh về tỷ khối hơi ấy, đây là chất chất B, còn ROH là chất A. Thì ta so sánh chất A nhé, như viết lại em nhìn cho rõ, chất A là ROH, chất B là ROR. R là gốc hydrocarbon, thì gốc hydrocarbon ở đây nhé, nó có khối lượng phải lớn hơn so với hydro đây chứ. Thế vậy thì ở đây rất tỷ khối hơi của B so với A là khối lượng D của B so với A là khối lượng mol của B chia cho khối lượng mol của A, đúng không? Nó phải thế nào? Phải lớn hơn một. Cái R này với R này giống nhau, O này giống nhau, còn thằng R này lớn hơn thằng H này chắc chắn. Thế cái này phải lớn hơn một. Mà đầu bài này bảo là tỷ khối hơi có là 0,7 thôi. Thì cái này chẳng biết giả thiết. Là tỷ khối hơi có 0,7. Cho nên là thực chất cái phản ứng này là phản ứng tách nước nhé. À, suy ra là phản ứng ta được cái phản ứng gì? Tách nước chứ không phải là phản ứng ethy hóa. Tách nước thì chúng ta giả vờ, để cho nó tiện thì chúng ta giả vờ A là muốn gọi là CXHI OH. Tại sao ta viết là CXHI OH chứ không 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 CnH2 là cộng một, bởi vì dữ kiện đầu bài cho về A là của no đơn chức là một nhóm OH thôi, còn mạch không biết có hở hay là vòng. Chứ chúng ta không có căn cứ để biết nó là CnH2 là cộng 1OH được. Nếu mà tách nước, tức là ở loanh quanh đâu đó cỡ 170 bị hợp 180 độ C dưới tác dụng của axit sulfuric đặc, thì một phân tử nước của tách ra và phần còn lại sẽ là X thì vẫn thế. Còn H ở đây có HI thì bây giờ chỉ còn là HI trừ 1 thôi, cộng với một phân tử nước nữa. Thì chúng ta để ý là khối lượng mol của thằng này sẽ phải lớn hơn khối lượng mol của thằng này. Đây chính là thằng A, đây chính là thằng B. Lớn hơn bao nhiêu? Lớn hơn là 18, đúng là khối lượng mol của một phân tử nước thôi. Cho nên chúng ta có là M to của A thì bằng gì? M to của B cộng với 18. Mà đầu bài lại cho là tỷ khối hơi của B, tức là DB so với A, là M to của B so với M to của A là bằng 0,7. Ta khai thác cái điều này để tính khối lượng mol. MB ta thay nó bằng MA trừ 18 chia cho MA bằng bao nhiêu? Bằng 0,7. Từ đây ta tìm ra được khối lượng mol của nó nhé. Từ từ tìm cái dẻo đó. Ta có M to của A trừ đi 18 thì bằng 0,7 nhân với M to của A. Thế ta được là 0,3 M to của A thì bằng 18. Tức là M to của A được mấy? 18 mà chia cho 3 được 6, vậy đây được 60. 60. Đấy. 60 thì mình để ý này. Công thức của chúng ta là CX HI OH và có khối lượng mol 60 thì có nghĩa là chúng ta được 12x cộng với y cộng với một nhóm OH này là 17 nữa thì bằng 60. Bài toán có hai nghiệm nhưng đừng lo, đây là bài toán hóa học chứ không phải là bài toán thông thường. XY là những nghiệm gì? Nguyên dương thì được 12x cộng y
Còn 60 trừ đi 17 là còn 43. 43. Thì gốc hydrocarbon nào là 43? Người ta biện luận cũng được, không thì tính ở đây cũng được. Nếu mà C4H7 không được. À, C4 này 4,2 là 48 mất rồi, còn vượt quá 43. Nguyên carbon đã thừa. C3H7 32 36, 36 cộng 17. 36 cộng 7 vừa chọn 43, xin quá thật phải làm này. Nhá. Đấy. Tức là vì đây là câu hỏi trắc nghiệm nha, cho nên là chúng ta có thể để kiểm tra ngay cái nào thỏa mãn là khối lượng mol của gốc hydrocarbon nó bằng 43 và không cần tìm chi tiết x và y nữa. Còn nếu không mà chúng ta đi biện luận x y thì cũng được thôi, nhưng nó dài quá, không cần, việc đó là không cần thiết nhé. Biện luận x y thì cái khoảng biện của nó khá là rộng, nhưng chúng ta cũng nhớ là biện luận thì vẫn được thôi, bởi vì nó tức chắc hết là nó nguyên dương này. Thứ hai nữa là phải thỏa mãn cái điều kiện về mặt hóa trị nữa, các làm sao đấy số nguyên tử carbon với số nguyên tử hydro nó phải hợp lý để cho carbon có thể có hóa trị 4 và hydro có thể có hóa trị 1.